đường làng quanh co, dòng thu êm đềm thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mang. Tôi bay ngày ấy tiếng tu gọi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cũ mẹ kể. Ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi, một sáng tác của Từ Huy qua phần thể hiện của thí sinh Danh Thị Hiền. Chúng tôi xin được kính mời nhạc sĩ Trần Long Mẫn có đôi lời nhận xét. Hôm nay cái số tôi nó cũng hên. Nhận xét hai người đều hát hay cả. Hồi nãy là anh Đinh Văn Long, bây giờ tới cô Danh Thị Hiền. Tôi nói rất thật lòng vì kỳ trước đối với tôi đó, cô hát cái bài Đá Trong Chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, tôi cũng cho điểm cao và tôi cũng rất thích. Thì hôm nay bài của Từ Huy thì bản thân tôi thích ca sĩ Mỹ Tâm, hát rất là đạt. Bữa nay tôi không ngờ lại gặp một cái giọng hát, tôi không dám so sánh với Mỹ Tâm, nhưng cái độ thích thú của tôi thì cũng không thua gì thích Mỹ Tâm hát. Rất cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Quý vị có thể ủng hộ cho thí sinh với mã số 08 gửi đến tổng đài 8534.